Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với VH Auto 33 Lê Văn Lương. Hôm nay thì Hiếu tiếp tục giới thiệu cũng như là báo giá những chiếc xe hot nhất, mới nhất đang sẵn có tại cửa hàng. Rồi, đầu tiên là một chiếc đến từ nhà Chevrolet. Đây là chiếc Camaro 2016. Hiện Hiếu đang bán với giá là 2 tỷ 350 triệu đồng. Có fix mạnh cho các bạn nào mà đến thiện chí lấy xe luôn. Chiếc này thì đã được độ lên bản ZL1 các bạn nhé. Body kit rất là đẹp và thể thao. Chiếc này thì mình mua của bác Vũ Trung Nguyên. Bác Vũ Trung Nguyên thì phải nói là nhiều xe nhất Việt Nam các bạn ạ. Những chiếc xe mà bác ấy mua thì hầu như là không đi đến. Chạy rất là ít, chỉ vài nghìn cây thôi. Rồi, tiếp tục là một chiếc siêu phẩm đến nhà Porsche. Chiếc này là chiếc 911 màu vàng cực kỳ đẹp. Chiếc này thì mới chạy vài nghìn cây thôi, cũng cực kỳ mới, xe sản xuất 2021. Hiếu đang bán với giá là 9 tỷ 7. Đấy. Rất đẹp các bạn nhá, xe thể thao. Cực chất chơi. Rồi. Một chiếc Mini Clubman, chiếc này sản xuất 2018. Bản đặc biệt các bạn nhá. Đây là bản đặc biệt, rất là nhiều đồ chơi. Hẹn các bạn một ngày gần nhất sẽ quay chi tiết chiếc này. Ở Việt Nam thì chiếc này có rất là ít, chỉ trên đầu ngón tay thôi. Hiện Hiếu đang bán chiếc này với giá là 2 tỷ 390 triệu đồng các bạn ạ. Rồi, mời các bạn bước tiếp nào. Đây là chiếc S400 2016 đã được độ full Maybach, màu trắng, nội thất nâu. Chiếc này Hiếu đang bán với giá là 2 tỷ 350 triệu đồng các bạn nhé. Cực kỳ hợp lý. Còn chiếc này là chiếc X5, BMW X5 2020, đang đăng ký 2021. Hiện Hiếu đang bán với giá là 4 tỷ 4. Đấy. X5 M Sport. Rồi, mời các bạn bước vào trong nào. Đây mới là chiếc X5 các bạn ạ, xin lỗi các bạn. Ở đây mình đặt hai chiếc X5 và chiếc X7 nên là có sự nhầm. Đây, mời camera quay ở đây thì cũng có thể phân biệt được. Mình xin nhắc lại nhé, bên này là chiếc X7 2019. Xe này Hiếu đang bán với giá 6 tỷ. Còn chiếc này mới là chiếc X5 này, M Sport 2020, đăng ký 2021. Hiếu đang bán với giá là 4 tỷ 4. Đấy, BMW X5 M Sport. Hai chiếc để bên cạnh nhau mà lại cùng màu nên Hiếu nhầm một chút. Rồi, xin lỗi các bạn. Ok, từ sau đây là chiếc Land Cruiser 2015 đã được up lên 2016. Giá chiếc này là 2 tỷ 750 triệu các bạn nhé. Độ rất là nhiều đồ như cam 360, hắt kính, rồi loa, rồi màn hình to. Đấy. Rồi, lại tiếp tục một chiếc đến từ nhà Porsche. Đây là chiếc Porsche Macan, màu xanh, nội thất kem. Xe sản xuất 2015. Đấy, cũng được up rất là nhiều đồ chơi. Chiếc này Hiếu đang bán với giá là 2 tỷ 480 triệu. Cực kỳ hợp lý cho các bác nào chơi Porsche nhá. Bên trong đây Hiếu có chiếc RX350. Đấy, Hiếu có một chiếc RX350 và một chiếc RX300 cùng màu, cùng đời 2019 hết. Chiếc RX350 này thì Hiếu đang bán với giá là 3 tỷ 050 triệu đồng. À xin lỗi các bạn, 3 tỷ 880 triệu đồng. Đây là chiếc RX350. Còn chiếc RX300 là 3 tỷ 050 triệu đồng. Đấy, cùng form nhưng mà khác máy. Một chiếc máy 3.5 và một chiếc máy 2.0 turbo. Rồi, mời các bạn bước tiếp nào. Trong đây có một vài chiếc xe cực kỳ hot. Xin giới thiệu các bạn, đây là chiếc BMW 5 Series 520 Luxury Line đã được up lên full bản M Sport. Các bạn nhìn body kit cũng như là la răng cũng có thể nhận ra đây là chiếc M Sport. Độ rất là nhiều đồ. Xe sản xuất 2021, chạy hơn 10.000 cây. Hiếu đang bán với giá là 2 tỷ 550 triệu đồng. Đấy. Màu xám xi măng cực hot các bạn nhé. Ok, mời các bạn bước tiếp nào. Chiếc này là chiếc S450 màu trắng thất nâu,
bản Luxury 2020 Hiếu đang bán với giá là 4 tỷ 350 triệu đồng. Đó, siêu lướt chạy 6.000 cây. Còn cuối cùng Hiếu có chiếc GLC 300 AMG. Hiện tại Hiếu có 4 chiếc GLC 300, màu trắng này, màu đen này, nội thất kem này, nội thất đen này, có đủ màu hết. Đồng giá chiếc 2021 này là 2 tỷ 490 triệu đồng các bạn nhá. Biển thì có biển tỉnh, có biển Sài Gòn, đầy đủ hết. Còn một kho ở đằng sau nữa. Thì sắp tới Hiếu sẽ sửa và quay lại cho bạn sau. Còn bên này Hiếu có bên chăm sóc dịch vụ về lốp, aquila, răng gạt mưa, nước làm mát, nước kính đầy đủ hết. Các bác nào có nhu cầu hãy đến đây để được VH Auto chăm sóc bảo dưỡng tất cả mọi thứ nhiệt tình. Bên mình thì luôn cam kết về chất lượng xe, không đâm đụng ngập nước, máy móc nguyên bản, hộp số zin. Đặc biệt là có hỗ trợ trả góp lên tới 6 năm trên mọi miền Tổ quốc. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn nhé.